Các nhà điều tra vụ anh Stephen Clark, bố của hai đứa nhỏ, một người da đen không có vũ khí, đã bị cảnh sát bắn chết ở Sacramento, đang bị áp lực rất mạnh của dư luận, khiến cho họ phải lên tiếng xin công luận cho họ thêm thời gian để mà điều tra. Vụ này đang được các cầu thủ trong Hiệp hội Bóng rổ Nhà nghề NBA để ý mạnh. Nhiều cầu thủ khi ra sân thi đấu ở Golden One Center đã mặc áo có chữ Stephen Clark trên lưng. Họ thực hiện nhiều đoạn video trong đó họ tuyên bố những thảm kịch như thế phải chấm dứt và phải có ai đó chịu trách nhiệm. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, anh Clark bị hai cảnh sát viên bắn đến 20 phát vào người ngay trong sân sau của ngôi nhà bà nội của anh. Vật thể đáng nghi ngờ mà anh cầm trong tay lúc đó chỉ là cái smartphone của anh mà thôi. Tại hiện trường người ta không tìm thấy vũ khí nào. Ngay cả thị trưởng Sacramento Daryl Sandberg trong một cuộc phỏng vấn cũng nói, mặc dù là đang có điều tra nhưng vụ này sai rồi. Cư dân và trẻ nhỏ không còn cảm thấy an toàn, cần phải có thay đổi thôi. Bà Nancy Pelosi, chủ tịch nhóm dân biểu thiểu số ở Hạ viện, còn thẳng thừng hơn khi tuyên bố, lẽ ra hôm nay anh Clark phải còn sống mới đúng. Nhiều người khác cũng đồng ý như bà. Còn mục sư Al Sharpton nói là ông hoảng hốt vì vụ này và ông nói là sẽ tham dự đám tang của anh Clark vào thứ Năm, ngày 29 tháng 3 tới đây. Ông nói là lẽ ra vụ này phải được toàn quốc chú ý nhiều hơn. Đã xảy ra biểu tình đụng độ với cảnh sát của những người bất mãn vụ giết anh Clark ở Sacramento, khiến cho cảnh sát phải phong tỏa nhiều khu vực. Cảnh sát Sacramento đã bắn tới 20 phát vào một người đàn ông vào tối ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 3 vừa qua. Khi đó họ cho là có vũ khí và đang bị bao vây trong một sân sau của một ngôi nhà ở phía nam Sacramento, theo lời cảnh sát cho hay. Có hai viên cảnh sát tham gia vào vụ này và mỗi người bắn 10 phát. Hiện là chưa rõ có bao nhiêu viên đạn đã trúng nghi can và trúng ở đâu. Người thân của nạn nhân cho hay nghi can tên là Stephen Clark đã chết ngay tại hiện trường. Vụ nổ súng dồn dập xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút tối vào ngày Chủ nhật ở số nhà 7500 đường 20th Street gần đường City 9th Street. Các nhà điều tra sau đó không tìm thấy một khẩu súng ở hiện trường ngoại trừ một cell phone nằm gần xác của nghi can. Cảnh sát cho biết là họ nhận được báo động vào khoảng 9 giờ 15 phút vào tối về một người đàn ông tìm cách lấy cắp xe hơi và còn định đột nhập vào một căn nhà ở phía nam của thủ phủ Sacramento. Một trực thăng của cảnh sát đã được lệnh theo dõi nghi can trong lúc cảnh sát bố trí đội hình theo dõi ở dưới đất. Cảnh sát trên trực thăng báo và đã tìm thấy nghi can này và đã đập bể cánh cửa lùa của một căn nhà trước khi nhảy qua hàng rào vào phía sân sau của một căn nhà khác. Cảnh sát trưởng General Hunt của Sacramento cho hay, khi chạm mặt với cảnh sát phía trước căn nhà này thì nghi can lại bỏ chạy trở lại sân sau. Ông Hunt cho biết lúc đó nghi can tiến về phía các cảnh sát với một vật gì trong tay. Do lo sợ cho tính mạng của mình nên hai cảnh sát viên đã rút súng và bắn. Clark chết tại hiện trường. Người thân của nghi can cho hay người này chỉ 23 tuổi và có hai đứa con nhỏ. Căn nhà mà nghi can đến đó là nhà của ông bà của Clark và nghi can đã từng ở đây khá là thường xuyên. Nhưng người thân cho hay là không hiểu sao anh ta lại không có chìa khóa để mà vào nhà. Tất cả những gì Phương đang có đều khiến mọi cô gái phát hờn lên vì ghen tị. Vốn dĩ không phải là tiểu thư con nhà giàu có, cũng không lấy chồng đại gia, nhưng mỗi ngày trôi qua cô gái trẻ đã đều được ngắm nhìn, trải nghiệm những điều thật là thú vị. Ở một nước Úc xa xôi trong hình dung của nhiều người không chỉ là xứ sở của chuột túi, nhà hát opera hình vỏ sò, các loại trái cây ngon lành, đắt đỏ như táo, nho, cherry
mà còn là vùng đất trong mơ với thời tiết chan hòa quanh năm và những địa điểm du lịch hấp dẫn. Chẳng thế mà người ta cứ ước ao đi du học, định cư ở đất nước có bốn mùa xinh đẹp này. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tới Úc, nhưng cuộc đời có quá nhiều bất ngờ. Cô nàng Trần Anh Phương, 23 tuổi, lại vô tình quen một anh chàng Việt Kiều qua mai mối trên Facebook. Được 4 tháng thì chàng về Việt Nam chơi, cặp đôi đã tàu nhanh siêu tốc, đến mức 3 ngày thì chính thức yêu. 8 ngày sau chàng cầu hôn nàng tại chỗ, rồi khuân nàng sang Úc cưới luôn. Cuộc đời cô gái phố núi Buôn Ma Thuột hoàn toàn thay đổi từ đây. Sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, làm quen với mọi thứ từ đầu, từ đồ ăn, thức uống cho đến hàng xóm, công việc, rồi những thứ lạ lẫm lần đầu tiên cô thấy và được trải nghiệm ở bên Úc. Em sang Úc cũng được hơn một năm rồi, bên này cách Việt Nam có hơn 3 tiếng thôi, nên giờ giấc sinh hoạt cũng không đảo lộn là nhiều. Vợ chồng em sống cùng anh chị chồng ở Adelaide, phía nam nước Úc, gần bờ biển, gần cả núi nữa. Khí hậu rất dễ chịu, thoáng mát, sạch sẽ, người dân thì thân thiện, họ văn minh lắm. Hàng ngày chồng đi làm thì em ở nhà dọn dẹp, làm việc linh tinh, nhận nối mi để kiếm tiền tiêu vặt. Tại em chưa biết chạy xe hơi nên chồng không cho em đi làm. Hai đứa vẫn đang cố gắng tích cóp để năm sau mua nhà, rồi mới tính đến chuyện sinh em bé. Cái khó thì kinh nhất ở đây, đó là đồ ăn, khó ăn lắm. Mất 3 tháng em mới quen được kiểu món gì cũng có cheese. Ngán muốn chết mà cái gì cũng kiểu là nhạt nhạt, không đậm đà, nhiều hương vị như là món Việt ở Việt Nam, trong nước. Lúc trước là em không thể ăn được pizza hay là mấy loại đồ Tây, nhìn là đã thấy ngán rồi. Nhưng giờ em cũng quen, rồi thì thèm, đòi ăn hoài. Riêng khoản ăn uống thì em có rất nhiều chuyện hài hước để mà chia sẻ. Cô nàng thấy vui nhất là những lần biến tấu món ăn Úc sang kiểu Việt Nam. Em tự nấu spaghetti theo khẩu vị quê hương, cho cà chua thịt gà, muối đường đậm đà. Rồi ông chồng kêu là không ngon, rồi sau đó anh cũng không có chịu ăn. Nhưng thấy vợ tù lùi thổi ngồi ăn một mình thương quá nên lại sắp vô ăn cùng. Ai ngờ ông nghiền kêu em bày cho cách chế biến. Từ đó đến giờ Hải nấu hoài, ăn hoài kiểu đó luôn. Rồi bên này họ không ăn tương ớt, em qua đây sống là bạn bè người quen bắt trước, ăn gì cũng xịt tương ớt vô. Ăn bún riêu không bao giờ họ chịu bỏ mắm tôm vì kêu là nó thúi. Bữa em lén bỏ mấy thìa mắm tôm vô trộn lên, chồng ăn khen ngon nức nở, em mới bưng miệng cười thú nhận là lúc nãy em cho mấy thìa thúi thúi đó. Ông đơ một hồi xong sau đó thì thấy ghiền luôn tới bây giờ. Nghe Phương kể toàn là chuyện vui mà ai cũng phải phát hờn phát dỗi vì quá đỗi là ghen tị. Vừa lấy được chồng Việt Kiều đẹp trai, giỏi giang, biết nấu ăn, làm đủ mọi thứ, lại còn được sống ở vùng đất cả bao nhiêu người mơ ước, chẳng phải là Phương quá may mắn sao? Phương thường xuyên chia sẻ hình ảnh về sinh hoạt thường nhật của mình cùng những chuyến du lịch cả xa lẫn gần với chồng và bạn bè bên Úc. Có nhiều điều lạ lẫm mà chỉ khi sang đó cô mới biết, mở mang hiểu biết và kinh nghiệm sống hơn. Hai vợ chồng em rất thích đi du lịch dã ngoại. Bên này sống chan hòa với thiên nhiên lắm. Mọi người thích hoạt động ngoài trời, cũng là bởi khí hậu bốn mùa rất ư là dễ chịu. Có khi chồng em sẵn sàng lái xe tận 300 km để đưa em đi cắm trại qua đêm. Chạy xe mất có 3 tiếng rưỡi vì đường cao tốc rất to và thoáng. Chỗ nghỉ lại sâu trong rừng, mình tự đào hố mang củi để đốt lửa, rồi ra biển câu cá, dựng lều, tối nướng cá ăn, xong rồi ngủ lại luôn. Thỉnh thoảng có bé kangaroo nhảy ra chơi, dễ thương lắm. Các loài động vật tự nhiên rất dạn người, do ý thức giữ gìn môi trường ở đây cao. Mới đây chồng em đưa em ra biển cào ghẹ, lần đầu tiên em được thử luôn, bên này đang là mùa xuân. Ghẹ biển khá là nhiều, mình thích thì đi bắt, không ai quản lý hay là thu tiền, tất cả là do ý thức của mình hết. Chỉ có quy định là phải bắt ghẹ có mai dài là 11 cm trở lên thôi. Người ta đột xuất kiểm tra phát hiện mình bắt con nhỏ hơn là bị phạt nặng đó. Em lội ven bờ biển, ghẹ nó bò dưới đám rong rêu, không để ý dẫm lên bị nó cặp cho hai lần, đau phát khóc la rầm trời. Chồng em lao tới cầm bồ cào quẹt quẹt, mắc luôn con ghẹ to bự đem về rang me luôn.
Bên cạnh những sung sướng nơi trời Tây, có những thứ nho nhỏ, giản đơn thôi cũng làm cho cô nàng buồn xiêu xiêu. Nhớ Việt Nam quay quắt, những chỗ ăn chơi khác thì hầu như là không có, quanh quanh chỉ đi ăn hàng. Vô mấy club nhỏ, chợ đêm chỉ mở vào tối thứ năm và thứ sáu thôi, khác hẳn ở nhà. Mà qua đây sống ai thèm trái cây đến héo queo cả người. Trái gì bên Việt Nam càng rẻ thì bên Úc càng mắc và ngược lại. Chuối, chôm chôm, xoài, bơ mắc như vàng luôn. Nhà ai bên này mà dám ăn mít là đại gia đó, vì nửa trái mít tận tới 60 đồng Úc lận. Quả cóc hay mận hà thèm rớt nước miếng. Có tiền cục cũng không có mà mua luôn. Lâu lâu mới có bà con bên chồng ở bên Richmond, ở tiểu bang khác gửi cho vài trái cóc bé xíu như là trái nho là em hạnh phúc lắm. Tầm muối ớt ăn cho đỡ thèm. Xoài thì mùa này họ bán tới 2,5 đồng trên một trái. Bơ thì mắc gấp đôi luôn, mà trái thì bé tẹo. Bù loại dâu, táo, nho, cherry ở Việt Nam là mấy loại quả quý tộc. Em sang đây ăn chán mồm luôn, rẻ hều. Người ta trồng quanh nhà, trái thò ra cả ngoài đường, rụng đầy, cũng chẳng ai thèm nhặt. Chuyện thực phẩm Việt ở nước ngoài đắt đỏ thì hội du học sinh, các nàng dâu Mỹ, Đức, Pháp, Nhật kể khá nhiều rồi, ví dụ cũng chẳng thiếu. Nhưng mâm cơm Việt qua lời kể của Phượng thì nghe thật là sống động và dễ thương. Bao nhiêu thứ sung sướng Phương chẳng dám phàn nàn, nhưng lắm lúc thì thèm ăn mấy quả dân dã vườn nhà hay là món đặc sản cổ truyền gì đó xưa kia ở Buôn Ma Thuột chẳng mấy khi ngó tới. Nghĩ lại cô nàng muốn ứa nước mắt vì nhớ. Tuy nhiên chồng của Phương đã giúp cô vợ trẻ nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương khá nhiều, vì tính cách cực dễ thương. Mỗi ngày bên nhau là Phương lại cười lăn cười bò vì đủ thứ chuyện phát sinh. Hay ho nhất là việc dạy Hải học tiếng Việt. Anh chàng 25 tuổi sinh ra ở Úc, tuy có bố mẹ người Việt nhưng do môi trường sống nên ít sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Bữa đi shop tàu mua đồ nấu canh chua, em quên mua bạc hà. Hải nói em: Phương ơi, thiếu bà già rồi. Em mắc cười quá, hỏi bà già là cái gì? Hắn cứ cua tay kêu là bà già đó. Phương không biết hả, cái dài dài đó. Tạ hoài không xong đành kéo em vô lại tiệm, chỉ vào nhúng bạc hà. Em đọc lại tên rồi hỏi: Nãy Hải nói cái này là cái gì? Ống quê một cục, kêu bà Hà chứ gì. Hết bà già tới bà Hà, em cười rầm lên, giờ vẫn lôi ra chọc Hoài. Hải nghe tiếng Việt nói nhanh quá, cố bắt trước mà toàn là sai. Như cảnh sát ông kêu đằng sát, chợ trời thì ông kêu là chờ trời, rồi thái độ thì ông kêu là thay độ. Cứ nghe là em cười đau cả ruột, chỉnh sửa Hoài mà vẫn lơ lớ. Bên này họ viết chữ O thành O, chồng em thì toàn là ghi Phương thành Phung. Mấy người bản địa em quen cũng toàn kêu em là Phung, nghe như là Phong Phong. Hải tập đọc mãi không được nên chán, toàn gọi vợ là Zumi thôi và luôn luôn cười. Có một điều mà khiến Phương thường cảm thấy hơi cô đơn, đó là hàng xóm thân thiện nhưng sống theo kiểu độc lập. Nhà ai biết nhà đó. Không thân thiết kiểu bán anh em xa, mua láng giềng gần như ở bên quê nhà. Thi thoảng lúc hoàng hôn ra ngồi ở cửa nhà, Phương nhớ ngõ phố nhỏ ở Buôn Mê Thuột. Có các bác, các cô chiều chiều xách ghế ra quạt mát. Lúc trẻ thì đám trẻ chạy lanh quanh đùa vui. Mọi người mang đồ ăn qua nhà nhau cho biếu mỗi bữa, rủ rê ăn nhậu tưng bừng. Dân Úc họ sống khép kín, lịch sự lắm luôn. Chạy ra ngoài đường toàn nhường nhau, rồi người ta ai cũng đúng giờ, tới từng phút luôn. Khách hẹn làm mi ở nhà em nói 3 giờ 30 chiều là có mặt chuẩn xác. Kẹt xe trễ 5 phút tới là nói xin lỗi quá trời. Hỏi chuyện ngoài đường ai cũng cười nói, nhưng sống cạnh nhau lỡ làm gì đó khiến cho hàng xóm phật ý thì việc bé tí họ cũng kiện mình luôn. Ví dụ như là buổi tối lỡ mở nhạc lớn hay là cưa gỗ đục đẽo gì đó mà gây ồn ào khiến cho họ khó chịu là họ kiện liền. Em cũng rất ngạc nhiên và thích dịch vụ y tế ở bên này. Sinh em bé còn được cho tiền nuôi con nếu đóng thuế đầy đủ. Chồng đi làm mà vợ mới đẻ là được cho hẳn hơn là 1.000 đô la Úc để lo cho vợ. Tổng cộng tiền hỗ trợ sinh đẻ cũng gần hơn 10.000 đô. Đi làm thì chỉ lo mua nhà cửa xe cộ, còn đau bệnh đã có phúc lợi xã hội, chu đáo cực kỳ luôn. Sung sướng vì ở trời Tây đã đành, Phương còn rất được chồng cưng chiều, tặng khá nhiều đồ hàng hiệu, nước hoa,
túi sách, giày dép, phụ kiện. Thứ đắt nhất hơn là 1.600 đô là chiếc túi LV mà cô nàng diện suốt ngày. Và món quà khủng nhất từ lúc cưới đến giờ đó là chiếc xe hơi màu đỏ cực kỳ đặc biệt. Phương được chồng mua tặng, còn được lấy biển số là tên của hai vợ chồng ghép lại. Nhìn biển số xe cũng ngạc nhiên hết, chính em còn không tin cơ mà. Nhưng sự thật là bên này người ta cho mình lấy tên để xài làm biển xe luôn. Chỉ mỗi tội là hơi mắc. Bình thường đăng ký biển số chỉ phải đóng tầm là 100 đô cho một lần thôi. Nhưng biển tên của mình thì đóng theo năm. Phí thì thường niên tận là 270 đô lận đó. Vậy là mới hiểu cô nàng số hưởng đến thế nào. Tuy không phải là lấy chồng ông chủ làm đại gia gì, nhưng với Phương, cuộc sống như hiện tại đó là ổn. Cô chỉ vun vén cùng chồng hoàn thành còn lại cái giấc mơ mua nhà sinh con. Vậy là chẳng còn gì là hạnh phúc hơn nữa. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.